đúng không? Ui giời, dễ nhá. Chị đi em mà xem. Em hơi bị nhầm ấy, hơi bị khinh chị ấy, nhìn chị này. Đấy như này đúng không? Dạ. Mà này mua từ bao giờ mà chả thấy mang khoe với chị gì cả. Ui, hiện đại chứ. Ui, còn tích tắc nữa. Dạ. Cầm. Ừ. Gì thế à? Ui, xem đi nhanh nhé. Cho chị đi. Cấp cửa đi đã. Tiến sau. Đi nào. Này đúng không? Đúng không? Chị đi em mà xem. Em hơi bị nhầm ấy, hơi bị khinh chị ấy, nhìn chị này. Đấy như này đúng không? Chị đi xong em giữ xe cho chị nhá. Rồi. Em biết đi rồi đúng không? Đấy. Bây giờ em giữ ở đây cho chị. Giữ ở đâu? Đấy đúng rồi, em dắt cho chị để chị đi từ từ thôi. Chị có gặp thải không? Chị ngã cái. Là edit đây. Edit là gì? Là đau ấy. Như này hả? Rồi. Rồi chị quá ra xem nào. Nè. Ui. Nguy hiểm lắm. Chị không được cho chân lên. Ừ. Không, cứ thế nè. Đâu em đi lại chị xem. Mà cái xe này không có khoanh này á. Em đi lại chị xem nào. Em đi thử đi. Ở đây nhất định chị phải bảo mẹ chị mua cho một cái mới được. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.